Mono không hổ danh em trai Sơn Tùng, debut hơn 6 tháng đã đạt thành tích khủng tiền bối phát sợ. Nhắc đến những tân binh Vpop thành công nhất nhì làng giải trí hiện tại không thể không nhắc đến Mono, dù có bệ phóng vững chắc là anh trai, song Mono lại chọn cách độc lập, khẳng định tên tuổi lẫn danh tiếng của mình mà không dựa dẫm vào ai. Sau hơn 6 tháng từ ngày debut, Mono đã ngày càng thể hiện được bản thân rõ nét hơn. Bản hit đầu tay Waiting for you đã giúp Mono tạo ra được cú bật vọt đáng nể khi MV lyric của ca khúc này đã đạt hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và được đề cử ở các giải thưởng uy tín. Khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả, Mono cố gắng đáp lại bằng sự quyết tâm, luôn ý thức giữ gìn hình ảnh, chăm sóc sức khỏe và trau dồi kiến thức thật tốt. Ngay từ khi debut, Mono đã thông báo về việc sẽ đầu tư phần nhìn cho các sản phẩm trong album 22. Mono cho ra mắt hai MV Quên Anh Đi và Waiting For You, cả hai đều thu hút sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông với sự đầu tư tâm huyết về mặt hình ảnh. Mới đây, biểu diễn tại sự kiện âm nhạc đình đám tối 21 tháng 5, Mono còn trình làng bản phối mới của Em Là khiến khán giả vừa lạ vừa quen. Theo Mono bật mí, Em Là được anh lấy cảm hứng từ câu chuyện của cô giáo. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc đã vượt mốc 17 triệu lượt nghe cho bản audio trên YouTube. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng bất ngờ khi chứng kiến khả năng vũ đạo ngày càng điêu luyện của Mono, điều này cho thấy rõ trong quãng thời gian qua, nam ca sĩ vẫn không ngừng làm mới và nâng cấp bản thân trong âm nhạc. Với bài hát được yêu thích không kém trong album 22 Em là, cộng với việc nam ca sĩ trình làng bản phối mới, nhiều khán giả chờ đợi Mono sẽ sớm trình làng sản phẩm âm nhạc kế tiếp trong tương lai gần. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mono xuất hiện phía trong cánh gà trước giờ diễn. Đáng chú ý, nam ca sĩ đã có dịp hội ngộ nữ ca sĩ Phương Ly trong thiết kế váy đầy quyến rũ. Cả hai đã bất ngờ có sự tương đồng khi cùng diện trang phục sắc đỏ đầy nổi bật. Mono và Phương Ly cũng đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc cùng nhau trước ống kính. Có lẽ ít ai biết rằng Phương Ly và Mono chênh lệch nhau đến tận 10 tuổi, thế nhưng khi xuất hiện cùng một khung hình, cả hai đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ vì không hề có khoảng cách về mặt tuổi tác. Nhan sắc xinh đẹp trẻ trung của Phương Ly khi đứng cạnh vẻ nam tính của nam ca sĩ gốc Thái Bình khiến fan thích thú. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã đồng loạt đẩy thuyền cả hai khi thấy Mono và Phương Ly cùng nhau diện đồ đôi. Đã thế cặp đôi này còn liên tục tạo dáng đầy thân thiết bên cạnh nhau, bảo sao fan không đua nhau tác hợp là tân binh thành công của Vpop thời điểm hiện tại. Mặc dù đi hát chưa lâu, thế nhưng tên tuổi của Mono đã ngày càng rõ nét hơn trên bản đồ nhạc Việt với sức ảnh hưởng của ca khúc Waiting for You. Mono là cái tên cực đắt sâu ở thời điểm giữa năm 2022 cho đến nay, nam ca sĩ đã liên tục chạy sâu khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ trong nước. Việc này giúp cho tên tuổi của nam tân binh ngày một phủ sóng rộng rãi, mang về khá khá lượng fan hâm mộ tuy nhiên có lẽ đến hiện tại công chúng rất khó có thể thấy sơn tùng mtp và em trai mono lại đứng cùng sân khấu cùng song ca như những ngày xưa chính vì thế cộng đồng fan của hai anh em dạo gần đây tích cực đào lại nhiều khoảnh khắc song ca giữa sơn tùng và mono như những thước phim tư liệu quý giá một trong những đoạn clip hiếm ấy phải kể đến khoảnh khắc sơn tùng mời mono lên song ca trong một buổi fan meeting khi ấy mono vẫn chỉ là cậu bé nguyễn việt hoàng đứng cạnh anh trai một siêu sao đình đám của vpop khi nghe hai anh em cùng song ca khán giả mới giật mình vì nhận ra giọng của hai anh em giống nhau đến mức nào phải khó khăn lắm nên thì dần mới phân biệt được đâu là giọng của Sơn Tùng còn đâu là giọng của Việt Hoàng. Mặc dù lúc này Mono vẫn còn rất lâu mới debut thành ca sĩ nhưng phong cách lẫn kỹ năng trình diễn sân khấu đã được định hình rõ nét. Sự hỗ trợ của anh trai Sơn Tùng càng giúp Mono khi ấy thêm tự tin. Tuy nhiên, khoảnh khắc khá hài hước đã diễn ra khi Mono không thể chạm đến nốt cao trong phần điệp khúc em của ngày hôm qua. Nhưng ngay lúc ấy, em trai của Sơn Tùng đã nhanh trí chữa micro xuống khán giả để khán giả bên dưới hoàn tất nốt phần còn lại. Những kỹ năng xử lý sân khấu nhỏ như thế này hóa ra đã được Mono chuẩn bị từ sớm trước khi debut.